sẽ có Caitlyn trong tay của mình. Tôi vẫn nhớ được cái trận đấu gần đây nhất ở giai đoạn lượt đi của Law Knight và Flash Wolf, với giai đoạn đó trận đấu nó khá là dài và Flash Wolf giành được rất nhiều lợi thế. Law Knight họ bật ngược trở lại, nhưng đó là những cái tình huống mà inset của Meteos về giai đoạn cuối trận đấu. Lee Sin 70 phút găng tim. Nhưng còn nếu Lee thật sự đây là một vị tướng có khả năng gây áp lực ở giai đoạn hậu trận rất cao, nhưng tôi cảm tưởng như là Meteos anh ta sẽ không thể nào sử dụng tốt cái vị tướng này cả. Với phong cách đi rừng của Meteos, anh ta thường thường là hướng theo cái lối đi farm rừng nhiều hơn là đi găng. Tôi nghĩ rằng đây là một con bài mà nếu như đối phương không cấm thì nó vẫn là một con bài mạnh, cho nên là không có lý do gì bạn không chọn. Nếu mà không chọn thì nó cũng hơi tiếc tí. Và đặc biệt là Nelly cũng có khả năng dọn rừng cũng không phải quá tệ, nếu không muốn nói là khá là nhanh luôn, kiểm soát cũng tốt nữa, thì tôi nghĩ là đây là một lựa chọn tốt của Cloud9. Còn bộ đôi đường dưới của họ đã lộ ra, đó là Brom và cả Ezreal, thì cũng là một đôi kiểm soát khu vực dưới khá tốt với khả năng cho đôi chiêu thức cũng như là che chắn của mình. Nhưng thực tế trong ván đấu vừa rồi, Sticky anh ta đánh Ezreal nếu so sánh với những người chơi xạ thủ khác nó ít được hơi bị không tốt, vì tôi có thấy không cần tính tới giao tranh, thậm chí là giờ đây đi đường bắn quy an lính anh ta cũng có những lần bắn trượt. Và ra thì lính thì bạn cũng không nên trừ những cái tình huống như vậy, nếu như để so sánh với, không cần so sánh với những người xạ thủ ở khu vực Hàn Quốc hay là người Hàn Quốc, so sánh với người đồng hương của Sneaky đó, Double Leap. Chắc chắn là vị trí Double Leap anh ta có khả năng sử dụng Ezreal khá là tốt, nhưng còn Sneaky thì sau ván đấu vừa rồi tôi nghĩ anh phải cải thiện hơn rất nhiều nếu như có một cái chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Flash Wolf. Còn bây giờ thì quay trở lại với bên phía đội 2, khu vực Đài Loan, đội tuyển chúng ta có được hai vị trí tiếp theo, đó là Bobby ở khu vực đường trên và nỗi ám ảnh của lần này ban đấu trước Lee Sin. Và tôi nghĩ rằng khi đã có cho mình Rai trong đội hình thì Bobby và Lee Sin xuất hiện đều cực kỳ hợp lý luôn, bởi vì với chiêu cuối hoàn toàn là một cái kiểu như là tình huống dịch chuyển rất là kinh khủng, đặc biệt là vị trí có thể đẩy về, có thể sút về như Bobby hoặc Lee Sin, và chỉ còn thiếu vị trí hỗ trợ thôi. Để coi Sora anh ta sẽ đánh cái gì ở trong ván đấu này. Còn bên phía Cloud9, Kna dành cho ba khu đường trên. Còn Jensen ở đường giữa thì sẽ có cho mình đó là Victor. Một đội hình thiên hướng giao tranh tổng khá là tốt và về lượng sát thương có thể bù đắp được sức sát thương của Sticky bằng việc đưa Na khu vực đường trên trong tay của Embark. Chúng ta thấy rồi, không thể nào nghi ngờ được cái khả năng mà Embark sử dụng Na khu vực đường trên cả ở dạng nó tiến này, sức sát thương là cực kỳ nhiều. Còn ở dạng Na khổng lồ thì với sự kết hợp cả Brom, bên phía Law Knight họ có những cái khả năng mở giao tranh và giai đoạn cuối trận khá là tốt, cũng như là cấu rỉa máu từ xa với Ezreal và với Nelly. Còn bên phía bên Flash Wolf để xem họ sẽ chọn hỗ trợ là gì. Bây giờ đánh với Caitlyn thực ra hỗ trợ nào cũng tốt cả, để xem Soraka có phải là như vậy không. Nếu như Soraka thì khả năng đi đường sẽ hơi bị yếu một chút, cho nên họ chọn một cái vị tướng có khả năng bảo kê xạ thủ tốt, đó là Tam Khen. Chúng ta thấy rằng cái cặp đôi Rai và Tam Khen xuất hiện thường hay xuất hiện chung với nhau, bởi vì chúng ta đều biết rằng hai chiêu cuối này kết hợp với nhau khá là tốt. Họ có thể thậm chí đưa một lúc bốn người của mình vào, nhưng đôi khi nó cũng sẽ là một con dao hai lưỡi, bởi vì NL ở đằng sau thì cũng hơi khó một tí, khi mà khả năng tiếp cận của bên phía Cloud9 cũng không phải là ít với cả Gna, cả Nelly. Đúng, khi mà bạn đưa quá nhiều người của mình vào chính giữa đội hình của đối phương thì điều đầu tiên là bạn không thể đưa xạ thủ vào được, và cái điều thứ hai là nếu như bạn bỏ xạ thủ của mình thì nó cũng hơi kỳ. Nên rõ ràng là có Tam Khen, đúng là như anh Quang vừa nói là tính chất về chiêu cuối nó cũng tương tự như Rise, nhưng Tam Khen còn một điều nữa là nếu như mà cảm thấy là đồng đội đi quá sâu rồi, để là mình Enel đứng ở phía đằng sau thì người ta có thể ngậm Enel vào để cho xạ thủ của mình lùi lại. Vì thật sự nếu như bên phía Flash Wolf mở giao tranh những cái tình huống chiêu cuối của Rise băng vào, tôi nghĩ rằng với ba vị trí bên phía Flash Wolf thời điểm đó như là rừng, đường trên và đường giữa lao vào cái sát thương trước, và nếu như anh em có gặp nguy hiểm thì cứ ngậm anh ta vào thôi, nhả anh ta vào sau thì anh ta sẽ vẫn có thể có khả năng bắn được và có thể vét được những cái mạng nếu như cần thiết. Nhìn về bên phía đội hình của Yo Flash World, tôi có cảm giác rằng hơi bị thiếu sát thương ở giai đoạn cuối trận, nếu như Rai và Caitlyn không có đủ lượng trang bị theo cái cột mốc thời gian nhất định thì họ có thừa chống chịu nhưng lại hơi thiếu sát thương.
Và có lẽ là tôi nghĩ rằng phần nào đó thì Casa anh ta buộc phải hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là khu vực giữa. Còn bây giờ thì ván đấu, gọi là ván đấu định mệnh giữa Lao Nai và Flash Wolf đã được chính thức bắt đầu. Lao Nai sẽ ở bên phía đội 1, Flash Wolf ở bên phía đội 2. Nhắc lại một lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng cho đội tuyển đến từ khu vực Đài Loan nếu như họ muốn đi tiếp. Còn Lao Nai có thể thua ván đấu này, tuy nhiên thì tốt nhất là nên giành chiến thắng nếu như không muốn gặp quá nhiều trục trặc trong cái con đường tiến tới vòng tứ kết của mình. Tôi nghĩ rằng nếu mà thua ván đấu này thì Lao Nai cũng khá là căng đó, bởi vì IMA đã có một trận thắng trước rồi, cho nên họ sẽ bị gây áp lực rất nhiều. Wow, wow, và kiểm soát phá được con mắt, nó sẽ phần nào đó khiến cho bên phía của Yoflavus cũng đang làm cái điều tương tự, đó là di chuyển qua và cắm mắt. Nhưng thật ra bây giờ nếu như mà Flash Wolf với cái bộ đôi Sword cũng như là NL thì họ cũng chỉ có thể biết là đối phương di chuyển như thế nào thôi. Những cái con mắt đó rõ ràng trước đó là họ đã phát hiện được Lao Nai tập trung 5 người lên khu vực đường trên. Và cái với việc tập trung như vậy, Sneaky và Smoothie họ sẽ không muốn khởi động ở hai con người đá, bởi vì nếu như bây giờ di chuyển là khởi động hai con người đá sẽ mất khá là nhiều thời gian. Mà nếu như mà Sneaky và Smoothie có ăn đi chăng nữa thì khả năng NL và Swat can thiệp nó cũng rất là thấp, khi mà họ là Tham Ken cộng với Caitlyn ở cấp độ 1, cái khả năng cướp rừng của đối phương gần như là nó không có luôn đấy. Họ vừa đi vào rồi mất khoảng thời gian đi ra. Thậm chí là nếu di chuyển như thế này, Lao Nai vẫn giữ được 6 con lính đầy máu và họ sẽ giữ được ở thế lính cân bằng. Và trước đó họ còn lời bởi hai chỉ số lính là Sneaky sở hữu, một từ mắt và một từ con người đá nhỏ. Đúng là họ nhìn thấy một tí, nhưng hãy nhìn cái cách mà NL và cả Soan anh ta kiểm soát đợt lính ở khu vực đường dưới. Họ kiểm soát, tôi nghĩ rằng khá là ổn và sẽ lên cấp 2 trước thôi. Còn khu vực đường trên này thì Impact anh ta tỏ ra là đánh đá hơn trong cái kèo trao đổi chiêu thức. Trên lý thuyết, Na là vị tướng tay dài cho nên những cấp độ đầu, vị trí của em đi cũng không có nhiều cái cách để có thể đi đường hòa với vị trí bắt cả, trừ khi khoảng cấp độ 3, cấp độ 4 khi mà đủ bộ kỹ năng rồi có thể lao vào và tấn công được. Còn nói về khả năng đi rừng thì Meteos hiện tại anh ta đang hòa lính so với trí Kasa, nhưng Kasa có bùa đỏ và nếu như Lao Nai Impact mà đẩy cao lên có rất nhiều đường để cho vị trí của Kasa có thể luồn lên và găng được, nhưng anh ta lại quyết định là có hướng di chuyển ra khu vực đường giữa và Mapple thì sau khi xả hết gần hết cây năng lượng của mình, anh ta bắt đầu bấm bê biến về. Rất tốt, tôi nghĩ đây là một cái động thái cực kỳ tốt của Mapple luôn. Anh ta về nhà và có cho mình giờ nước mắt lưu thần rất sớm thì sẽ tích được cái lượng năng lượng, và thậm chí rằng khi mà đẩy lên cao như vậy, Kasa anh ta cũng rất thoải mái trong việc di chuyển. Đúng, bây giờ nếu như mà vị trí của Mapple anh ta về sớm thì anh ta lên được cái giọt nước mắt nữ thần đó sớm, khả năng mà anh ta tích số nó sẽ nhanh hơn. Thậm chí là bây giờ nếu di chuyển là Kasa hoàn toàn có thể nhường một cái con bùa xanh đó cho vị trí của Mapple để xem anh ta có nhiều hay không đây. Anh ta vừa ăn xong cốc hành tinh nhưng Mapple lại có hướng di chuyển chết lên phía trên một tí, cắm mắt để tôi nghĩ rằng nếu như mà Kasa anh ta đang ở khu vực bùa xanh mà đối phương đoán được thì hoàn toàn Meteor sẽ có những tình huống xâm lăng qua, cho nên một con mắt như vậy là cực kỳ hợp lý đến từ Mapple. Đúng, bên phía Flash Wolf họ đánh rất cẩn thận, như chúng ta thấy tình huống trước đó ngay thời điểm mà anh ta ăn con cốc hành tinh có một cú quy và cái bụi, vì không phát hiện được tầm nhìn Mythos đang ở đâu, cho nên vị trí Kasa nghĩ rằng Mythos có thể có khả năng đứng gần đó và anh ta xuống sống âm vào check vội một cái. Cảm giác như đối phương không có ở gần khu vực bùa xanh thì lại là Mapple di chuyển ra gần khu vực bùa đỏ, cắm một cái con mắt để kiểm soát tầm nhìn, và họ muốn kiểm soát Mythos vì họ biết được cái phong cách của Nidalee. Thực ra bạn thi đấu nó chỉ có hai đường thôi, hoặc là bạn đi ăn sớm về đầu trận rồi. Như thời điểm hiện tại là Meteos có bùa đỏ, một cú phóng lao trúng vào MMD nhưng nhảy vào tốc biến đi, bộ thêm một cái nữa. Tôi nghĩ rằng cái tốc biến nó cực kỳ phí luôn. Không, đúng, bởi vì thời điểm đó vị trí của MMD anh ta đang bật cái không thể lay chuyển, tức là nếu như mà Meteos anh ta nhảy vào anh ta sẽ bị hất ra, nên anh ta tốc biến qua khỏi cái vùng đó và anh ta đợi hết cái không thể lay chuyển, anh ta lại bộ thêm một cú nữa, anh ta không chắc chắn rằng là MMD bị hạ gục. Ý tôi là MMD anh ta tốc biến phí chứ không phải là Meteos tốc biến phí, bởi vì nếu tốc biến thì nên tốc biến sớm để né đi cả cái mũi lao đó, còn khi đã trúng mũi lao rồi thì rất khó khăn để các bạn có thể giữ được mạng sống của mình. Anh ta trúng mũi lao rồi, tôi thấy anh ta tốc biến thì nó cực kỳ cực kỳ khó khăn luôn.
đây là một cái thế mà có lẽ là do cống quá thôi chứ lúc đầu thì cũng hơi tự tin là nghĩ mình sẽ không trúng cái mũi lao đó, đi giật lùi về, nhưng rất tiếc là Meteor thắt não thành công trong cái tình huống vừa rồi và có được một chiến công đầu dành cho La Knight ở khu vực đường trên. Nhưng ở đường dưới này thì thế trận nó đang thuộc về bên phía của Flash Wolf, khi mà vị trí của NL mặc dù là chỉ số lượng ta hơn không nhiều, nhưng bây giờ với cái việc mà họ đẩy cao như vậy, lượng máu của Sneaky và Smoothie còn lại khá là thấp, khoảng chừng một nửa lượng máu mỗi người. Tôi nghĩ rằng phần nào đó việc Meteor anh ta di chuyển ở giai đoạn đầu trận và có được cho mình điểm hạ gục, nó tạo cái tâm lý tốt dành cho bộ đôi đường dưới bên phía Cloud9, và ngay lập tức họ tôi nghĩ rằng thi đấu tự tin hơn khi chủ động giảm hai cái bẫy đó. Đúng, vị trí Smoothie anh ta dựng một cái tối kiên cường và anh ta giảm hai cái bẫy để anh ta mở nó một cái đường thông thoáng hơn cho Sneaky có thể farm. Bởi vì nếu mà bạn cứ farm với áp lực những cái bẫy như vậy, đặc biệt là với Ezreal, rất dễ bị đối phương khép góc, mà lỡ có dịch chuyển cổ học sai sai một chút đập bẫy thì sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Cho nên bây giờ bẫy hết rồi, Sneaky đang bám đuổi rất suýt sau chỉ số lính so với vị trí của NL. Đây, đặt lại bẫy thôi. Bây giờ tiếp tục theo ngựa quen đường cũ của mình và tấn công. Anh ta đã cấp độ 6, còn Kasa thì chỉ mới cấp độ 5 thôi. Sao ăn? Wow, nuốt thành công được vị trí của Smoothie rồi. Anh ta nhổ ngược Smoothie về và đang gặp rất nhiều nguy hiểm, kiệt sức lên ngược của NL. Cú Weaver nó không trúng vào ai cả, và bộ đôi của Lao này ở khu vực đường dưới này, họ gần như là cạn sạch năng lượng rồi. Ba phép bổ trợ của bên phía Cloud9, hay nói chính xác là bộ đôi đường dưới bên phía Cloud9 đã phải bỏ ra để giữ lại mạng sống cho Smoothie. Thì ở đây Kasa và Maple quyết định là sẽ kiểm soát bãi chim miếng dị này. Nó sẽ cái bãi chim miếng dị thực ra là một bãi tôi nghĩ rằng rất quan trọng ở giai đoạn đầu, bởi vì nó cho bạn cái Oracle, đúng, cái bù lợi nhạy cảm, cái bù lợi nhạy cảm đó, và kiểm soát tầm nhìn sẽ dễ dàng hơn cho Lee Sin. Nếu như kiểm soát được tầm nhìn, chắc chắn sẽ hạn chế được cái tầm hoạt động của Nelly trong tay Meteos. Nhưng mà Sneaky, anh ta bây giờ bắt đầu bấm bê biến về, tình huống này hơi bị nguy hiểm. Bởi vì trước đó Kasa đang có mặt gần xung quanh khu vực hang rộng. Nếu như lâu nay ít người hơn, Flash Wolf hoàn toàn có thể tiến vào và gây áp lực ở khu vực hang rộng đó. Tuy nhiên, thì nhận thấy rằng con rồng nước ở giai đoạn đầu trận, thật ra nó cũng không mặn mà lắm, cho nên vị trí của Kasa anh ta lại quay ngược trở lại khu vực rừng của mình và tiếp tục phạm. Tôi nghĩ rằng họ không có đủ tiền đề để có thể dứt điểm con rồng một cách nhanh chóng, cho nên là việc chỉ là kiểm soát tầm nhìn thôi. MD ở trên này anh ta bị đè khá là nhiều. Chúng ta thấy rằng chỉ số lính đang chênh lệch là khoảng 12, cũng khoảng là 2 đợt lính rồi, chứ không phải ít. Hai đợt lính được tạo ra bởi vì trước đó anh ta bị hạ gục một lần bởi Meteos, và bây giờ thật ra Flash Wolf sau cái tình huống mà MMD anh ta bị hạ gục, vị trí Kasa hình như là đang có những cái khuynh hướng muốn di chuyển lên khu bình trên, nhưng đó này nó vẫn chưa được cụ thể lắm. Sau 8 phút thi đấu thì Kasa anh ta vẫn còn đang hơi vô định trong những cái bước di chuyển của mình. Trong khi đó thì Meteos có thể đánh dấu được cột mốc trưởng thành của anh ta sau từng ván đấu của lâu này. Và cái cách mà anh ta đi rừng nó trở nên chủ động hơn rất nhiều. Đường dưới này NL vừa tung được một cú chiêu cuối kéo máu Sneaky, nhưng Swaddy thì đang lại đứng rình trong cái bụi có con mắt đó, và anh ta bị phát hiện tầm nhìn, phải lui một con đường khá là dài. Nếu mà để ý kỹ thì chúng ta thấy rằng mắt của Flash Wolf ở khu vực rồng nó khá là nhiều. Họ chuẩn bị, tôi nghĩ rằng chuẩn bị để cố gắng lấy con rồng này càng sớm càng tốt, bởi vì cái lượng hồi phục năng lượng, đặc biệt là ở khu vực đường giữa, Rai rất cần cái lượng hồi phục này. Đúng, họ biết được rằng lợi thế của mình là ở khu vực đường dưới, khi mà vị trí của NL có khả năng đẩy lính nhanh hơn so với Sneaky cộng với Smoothie. Cho nên, mà khu vực đường dưới là khu vực gần hang rồng, hướng di chuyển của Kasa, ban nãy tôi vừa nói là anh ta vừa muốn giảm áp lực cho vị trí MD ở khu vực đường trên, nhưng mỗi lần di chuyển lên đường trên thì lại nhận thấy rằng bộ đôi đường dưới của mình có lợi thế để có thể dễ ăn rồng, thì anh ta lại chạy xuống đường dưới kiểm soát tầm nhìn và lại cảm nhận được rằng sát thương là vẫn chưa đủ, là chạy lên đường trên là lại xuống đường dưới. Khu vực đường trên thì có lẽ là chúng ta không có đánh giá, tôi nghĩ rằng không cần phải đánh giá bắt quá nhiều, anh ta luôn hơn kèo trong những tình huống như thế này. Và cái vấn đề đặt ra đó là Kasa anh ta sẽ làm gì, anh ta sẽ quyết định lên hỗ trợ rồi. Xoài anh ta ngập được rồi. Vị trí Meteor lại và mất người đi rừng, tiền đề cho con rồng đầu tiên là đây, nhưng hơi khó để tôi nghĩ rằng vẫn còn bộ đôi đường dưới thì cũng phải e dè. Nhưng không,
quyết định Kasa quyết định là sẽ tấn công luôn con rồng này. Hơi nguy hiểm nha. Hơi nguy hiểm, tôi nghĩ rằng hơi nguy hiểm một tí. Đúng, bởi vì bây giờ sức sát thương lan của vị trí lên xe là rất nhiều. Anh ta có thể đặt chiêu cuối từ góc bên trên tường. Tới khi tung chiêu cuối và wow, không cướp được con rồng vừa rồi. Đó là rồng nước đầu tiên dành cho Flash Wolf. Sự xuất sắc của Kasa, anh ta rất tỉnh táo trong việc trừng phạt. Và có được con rồng nước thì chắc chắn rằng ở khu vực đường trên, cả khu vực đường giữa cộng với việc bộ đôi đường dưới của họ đang kiểm soát tốt như này sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn luôn. Tôi muốn xem lại cái tình huống mà Meteos. Tôi nghĩ rằng đây là một cái tình huống khá là hớ hên của Meteos, cực kỳ lỗi luôn. Khi bạn lao vào một hỗ trợ là Tam Ken, tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ xem đằng sau có tầm nhìn của mình hay không và đằng sau có ai hay không, chứ bạn không nên vô định tấn công. Rồi, số 5 trúng vào cặp mắt như Jensen rất nhanh tay bấm tốc biến. Kasa vẫn đá chiêu cuối, Meteos lao vào và anh ta bị ngục cổ ngữ giữ chân lại một lần nữa. Ghim số 5 trúng, nhưng lần này nội lông cứu không còn. Thôi thì vậy cũng ổn. Và một tốc biến của người đi được giữa đổi người đi rừng thì thật ra Dio Flashwalk sẽ rất hài lòng thôi. Impact ở khu vực trên này anh ta đang cố gắng tích dạng na khổng lồ, vì anh ta biết được rằng ở dạng na khổng lồ sẽ gây được áp lực nhiều hơn vào vị trí của AMD. Và trước đó thì Kasa vừa mới tốc biến, nội lông cứu khả năng găng ở khu vực đường trên không còn, cho nên kéo đi một nửa lượng máu sẽ mở ra một cái đường thoáng hơn cho Meteos tổ chức tiếp tục một tình huống băng trụ. Và anh ta cắm một con mắt kiểm soát tầm nhìn trước, đặt những cái bẫy để chắc chắn rằng quãng đường của mình di chuyển từ đường giữa lên đường trên sẽ không bị can thiệp quá nhiều bởi các thành viên phía Flash Group. Thậm chí là bây giờ chỉ nhận thấy rằng là đồng đội có khuynh hướng lui về, Meteos anh ta quay trở lại khu vực bộ đỏ. Anh ta quay lại khu vực bộ đỏ sau khi đã kiểm soát khu vực bộ đỏ đối phương và mắt ở khu vực đường dưới này, từ đường giữa trải xuống đường dưới dọc vừa xong thì có vài con mắt của Cloud9. Nhưng với việc soạt anh ta hy sinh tấm thân mình để kiểm soát thì có vẻ đang bị làm choáng, có băng địa chấn tung ra, có dịch chuyển cả hai người đi đường trời. Smoothie thấp máu nhưng có sự hỗ trợ đến từ vị trí Sticky và anh ta có thể lùi được trong tới tình huống này. MMD đáp xuống, nhưng sự khác biệt là Impact anh ta vẫn đang đẩy ở khu vực đường trên. MMD đang muốn tìm góc để tông một ai đó vào. Kasa ở đây cũng đã có chiêu cuối rồi và họ chọn vị trí Sticky ghim sóng âm trúng. Nhưng bộ ba của Lao này đứng khá là sâu và Flash Warp tuy là hơn người nhưng họ quyết định là dừng cuộc tấn công lại. Tôi rất muốn xem là cái trụ ở khu vực đường trên nó còn bao nhiêu máu. Vì nếu như bên phía của Flash Warp họ có được con, cái chính xác là cái trụ đầu tiên như thế này thì sẽ rất lợi và sẽ có trụ đầu tiên dành cho vô Flash Warp. Nhưng rất tiếc là cái lượng tiền mà trụ đầu tiên trong trận đấu mang lại nó lại chia đều cho cả bốn người, nó sẽ không dồn vào bất kỳ một vị trí cố định nào cả, cho nên khoảng cách đó mặc dù có lời nhưng mà lời không lớn. Impact thì một mình một anh ta vẫn có thể lấy được cái trụ đó. Vẫn có nhìn vào lượng tiền, lấy trụ đầu tiên có rồng, tuy nhiên khoảng cách chênh lệch về tiền hiện tại nó gần như là ngang bằng nhau. Và tôi nghĩ là trong tình huống vừa rồi Lao Na trao đổi cũng không quá thiệt thòi và quyết định đổi luôn cả bộ đôi đường dưới của mình lên khu vực đường trên để có thể tấn công cái trụ khu vực trên, hay ít nhất là đẩy một đợt lính cực kỳ lớn để kiểm soát phần nào đó, bởi vì hang rồng bây giờ vẫn chưa còn và vẫn chưa hồi lại. Thì đây là một bước di chuyển tôi nghĩ rằng khá hay của Flash Wolf. Meteos anh ta vừa rồi muốn tiến vào khóa con mắt nhưng lại thấy Swain ở phía bên kia sông đứng nhìn, kiểu như là bây giờ không dám lao vào nữa. Trước đó lao vào đã bị ngậm lại một lần rồi, bây giờ bị cái dớp nó thấy nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh ở dạng người và phá được con mắt xanh đó. Bây giờ họ di chuyển lên phòng thủ khu vực đường trên khi nhận thấy rằng NL và Swain đã có mặt ở khu vực này rồi. Rất tiếc là vừa rồi vì tôi thấy vị trí Sticky anh ta có được một khoảng trống farm khu vực đường dưới, tuy nhiên là nhận thấy rằng cái kèo này nó không thơm. Khi mà anh ta di chuyển như vậy rất có thể họ sẽ mất trụ một ở khu vực đường trên, nên Sticky bắt buộc phải tiến đến phòng thủ. Nhưng mà anh ta nhìn vào cái lượng chỉ số lính của anh ta bây giờ, nếu như để so sánh với NL thì anh ta đang là người thua sút hơn rất nhiều. Map bộ khu vực đường giữa anh ta đang làm cực kỳ tốt với chỉ số lính luôn. Anh ta liên tục đẩy đợt lính vào và có được chỉ số lính chênh lệch so với Jensen phía kia. Khi mà đổi đường như vậy thì tôi có cảm giác rằng Kasa anh ta khoảng thời gian này còn một khoảng thời gian ngắn nữa để hồi lại cái tốc biến, và anh ta sẽ cố gắng bám đuổi chỉ số quay vật rừng để có thể
đạt được cái lượng ngưỡng trang bị lớn hơn. Thế nên tôi nghĩ bây giờ cái điều tiên quyết nhất không phải là cố gắng bám đuổi cái quái vật rừng, mà cả hai đội cần làm đó là việc kiểm soát tầm nhìn, với chúng ta nhìn thấy lượng mắt mà cả hai bên cắm nó đều khá là ít ỏi. Và Impact ở đây anh ta đang bị vị trí của MMD cầu sắp có na khổng lồ nhưng bị hất tung lên. Anh ta bị đá ngược về bãi Kasa, chiêu cuối rất tuyệt vời đó là Impact có thể thoát ra không để cần một cú sóng âm trúng nữa, và tóc biến là sóng âm cho nó chắc cú né luôn. Chắc chắn là người đi đường trên của Lao Nai sẽ phải gãy trong cái tình huống này, thậm chí rằng Kasa anh ta đã né luôn cả tình huống làm choáng nó nữa rất hay bằng cách di chuyển lên phía trên. Và một điểm hạ gục nữa dành cho Flashwork. Thì thật ra hai điểm hạ gục đầu tiên nó nằm vào trong tay của một Lee Sin, thì thật ra chỉ là sức ép ở đường, tất cả các đường được tăng lên thôi. Nhưng những điểm hạ gục sau thì tôi nghĩ rằng Kasa anh ta nên nhường cho những người đội của mình, đặc biệt là hai vị trí sát thương. Để mình sẽ xem lại cái tình huống này. Tình huống mà tôi nghĩ rằng MD anh ta đã hơi tự tin quá. Đằng sau anh ta không còn trụ, không chính xác là anh ta đang ở cái góc chính xác là Impact anh ta đằng sau anh ta không còn trụ, nhưng lại đâm lên quá cao và chủ động muốn giao tranh với đối phương. Không trụ, không tầm nhìn, không đồng đội. Impact đôi khi thì anh ta lại hơi tự tin quá với cái kỹ năng cá nhân của mình. Anh ta làm tôi nhớ tới cái màn mà anh ta đánh với MD, cái tình huống Echo với lại Rumble ở cái ván đấu trước khi mặt Lao Nai gặp Flashwolf. Anh ta cứ đứng rình liên tục và có vẻ như là vị trí của Impact thích làm những cái tình huống như vậy. Như đó đây không có nhiều cơ sở lắm cho cái ván đấu này để bắt làm cái điều đó. Như tôi vừa nói là Lao Nai ra họ không có nhiều mắt lắm ở khu vực đường dưới. Trước đó là Flashwolf là đội chủ động tầm kiểm soát tầm nhìn bằng việc, tôi nhớ không lầm, đó là ba con mắt xanh xung quanh khu vực hang rồng và một con mắt tím cắm ở bộ chặt ba. Nhưng mắt của họ bị phá đi hết. Còn Lao Nai thì từ cái thời điểm mà Sneaky ở đường dưới di chuyển lên khu vực đường trên thì họ bỏ hỏng ở đường dưới đó, họ không kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực đó, nó khiến cho tình huống Impact vừa rồi phải nằm xuống. Nhưng bây giờ Lao Nai nắm thế chủ động ở khu vực hang rồng, rồng đất dành cho họ. Smoothie gặp nguy hiểm, anh ta W về MMD dịch chuyển đám xuống, có bách phát bách trúng vào nguồn của Smoothie, không mất nhiều máu lắm. MMD đang tìm góc để tiếp cận nhưng Impact thì đã chủ động dâng lên bởi vì anh ta sắp có dạng khổng lồ. Hơi bị với quá đến từ các thành viên phía Flashwork. Sau khi con rồng đất nằm xuống thì lại dịch chuyển, một cái dịch chuyển khá là muộn màng của MD, nó chẳng mang lại điều gì cả. Điều anh ta nên làm, tôi nghĩ nên lấy cái trụ của đường trên thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều, hay là thậm chí là chỉ cần cấu máu vào cái trụ của đường trên. Wow, Mapple bắt đầu kích hoạt chiêu cuối và anh ta dùng nó để bỏ chạy một cái tình huống vừa rồi. Đội hình của Flashwolf họ có Tham Khen, họ có Rise, tốt nhất trong những cái tình huống nếu như bạn muốn tấn công vào khu vực hang rồng thì nên tấn công bất ngờ, chứ nếu đứng trước bạn đối phương như vậy, cộng thêm cả việc vừa rồi Lao Nai họ có khuynh hướng ăn rồng chết lên hướng khu vực đường giữa, nhưng cái con mắt của Flashwolf cắm thời điểm đó thì lại gần lối đi vào khu vực hang màu xanh, tức là hai hướng nó ngược nhau. Và em đi mặc dù anh ta có đáp xuống nhưng đúng là vừa trễ và lại vừa xa. Và cái việc chân ngắn như vậy đi bộ nó hơi lâu một chút, nó hơi chậm một chút, và anh ta không có một cái bức tường nào để có thể tông các thành viên của Lao Nai vào cả. Bây giờ lại đổi bộ đôi của mình ra đường giữa để gây sức ép, và Jensen anh ta đang bị nới về cái khoảng cách về lính so với Maple bên phim kia. Thực ra trong đầu trận bây giờ tôi thấy rằng Maple anh ta là người năng di chuyển, anh ta rất hay đẩy đường thật nhanh lên, sau đó là đảo ra các đường khác để hỗ trợ những người đồng đội của mình, nhưng đôi khi nửa chừng thì lại quay về. Và rất may mắn là trong cái tình huống trước đó anh ta đã có được điểm hạ gục và bây giờ đảo lên khu vực đường trên, đánh vào Impact không có một tí kháng phép nào cả. Thì Impact có đồng đội và Kasa ở đây đang muốn làm một cái màn đó là vây hãm đối phương, nhưng vừa đi vào là thấy Meteos đứng trong rừng chờ sẵn. Mapple ở đây sát thương lên trụ là không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, cần cù thì cũng có ngày thành công, và anh ta kéo gần hơn một nửa lượng máu của trụ rồi. Impact ở đây nó không có kháng phép thật, nhưng sát thương của ta với cái rìu đen kia lên lính nó sẽ là rất nhiều và vẫn có thể phòng thủ được cái trụ đầu tiên đó. Đường giữa là cái đường tôi nghĩ rằng Flashwork đang rất muốn gây sức ép, bởi vì Jensen cầm một Victor thì để cho một Victor farm về cái giai đoạn giữa trận cũng không phải là điều gì đó quá tốt cả. Họ sẽ liên tục gây sức ép ở khu vực này, nhưng
cái lượng tầm nhìn thì tôi lại thấy nó lại chết về khu vực ở dưới nhiều hơn. Chúng thấy rằng xoay quanh khu vực bùa đỏ của Cloud9 và khu vực sông ở mạng dưới rất nhiều mắt của bên phía Flashwood. Vì đầu tiên là khu vực đó gần khu vực hang rồng. Bạn rồng cũng... thì đúng còn khoảng thời gian khá lâu, tôi nghĩ khá lâu nữa đi ra đó. Ý là bây giờ thật ra cũng không cần lắm, nhưng vì kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baren, khi mà biết đối phương hầu như là không có khả năng để lao vào hang Baren. Điều thứ hai là khi mà bạn ở bên đội xanh thì cái tâm lý sử dụng Nidalee hoặc là những tướng có kỹ năng định hướng thường thường là bạn sẽ ném từ góc dưới phía bên trái lên, nó sẽ dễ trúng hơn. Đó là cái hướng mà những người chơi Nidalee hay đi găng, cho nên Flash Warp họ cắm mắt xung quanh khu vực đó rất nhạy cảm. Còn đội hình của Cloud9 thì lại là một cái điều ngược lại, đó là họ cắm rất nhiều mắt xanh xung quanh khu vực phía trên, và cái việc kiểm soát của hai đội nó ngược hướng với nhau, nó khiến cho tận phút thứ 21 rồi, nhưng những cái điểm hạ gục dừng lại ở một con số vô cùng khiêm tốn, là chỉ mới có 3 điểm hạ gục thôi. Đây, khi mà Flashwalk di chuyển lên phá mắt thì Meteor cũng làm điều tương tự. Nhưng chúng ta quên để ý rằng ở khu vực đường giữa lúc nãy thì có một tình huống trao đổi phép bổ trợ tốc hành của hai người đi đường giữa là Maple và cả JC. Ở đây thì Kasa ta bị cấu 1/4 lượng máu của mình. MMD bây giờ 169 chỉ số lính. Anh ta thật ra là đang thua khá là nhiều so với trước Kim Bắc, và từ nãy đến giờ vẫn chưa có thể nào gắn gượng lên được cả. Nhưng Maple thì lại là một câu chuyện khác, lính cao hơn và giữ thế lính tốt hơn ở khu vực đường trên, liên tục gây áp lực. Và cái việc đó tôi nghĩ là nó đã rất thành công, luôn luôn thu hút được từ 1 đến 2 sự chú ý của các thành viên phía lao này. Bây giờ thì Impact bắt đầu tiếp cận trụ một đường dưới, nhưng hãy nhìn vào cái lượng máu của trụ nó còn rất nhiều. Và sau cái trụ đường trên này, Flash Warp tạm thời họ đang dẫn trước tỷ số 2-1 về trụ. Ở đường giữa vẫn là cuộc chống giữ của NL thôi. Anh ta tất nhiên rồi, một Caitlyn ở thời điểm này rất cần lượng trang bị, đặc biệt là cái vô cực kiếm. Thì khi có vô cực kiếm, ngưỡng sức mạnh của Caitlyn sẽ được tăng lên một bậc, và đó là thời điểm tôi nghĩ rằng Flashwood sẽ tự tin hơn trong những tình huống giao tranh của mình. Còn Cloud9 cũng vậy, cái thần kiếm Muramana là điều mà Sneaky cần phải hướng tới thời điểm này. Anh ta phải có nó, tôi nghĩ rằng trước phút 25 phải cố gắng. Với cái việc mà lên cái cuộn cung đô nền ở là trang bị đầu tiên, cộng với việc đặt rất nhiều những cái bẫy, thì NL tạo ra một cái ngục để giam lỏng Jensen ở khu vực đường giữa, và khiến cho Jensen bắt buộc phải đứng phòng thủ, đồng thời cũng không dâng lên được quá cao. Cho nên chúng ta nhìn vào lâu nay chỉ mới lấy được một trụ, nhưng những cái trụ của họ thì trụ đường giữa cũng mất khá là nhiều máu, hai trụ hai cánh thì mất rồi, trong khi đó trụ đường giữa Flash Warp vừa rồi mới nhìn thấy được máu nó còn rất nhiều, tương tự là ở trụ một ở khu vực đường dưới. Cho nên những cái tình huống tiếp theo, những cái tình huống mà chúng ta nhìn thấy cái đồng hồ cát xung quanh khu vực hang rồng nó chuyển sang màu vàng rồi, tức là rồng sắp xuất hiện. Và trụ của Flash Warp ở đường dưới thì nó vẫn còn rất nhiều, đợt lính nó cũng dâng lên khá là cao, nó khiến cho nếu như lâu nay mà họ muốn di chuyển ở khu vực hang rồng này, họ sẽ mất nhiều thứ hơn là bên phía của Flash Warp. Giống như bây giờ họ đứng tranh chấp rồng thì lính nó sẽ đẩy cao lên, và rồng đang bị ké máu khá là cao. Meteor anh ta chưa kịp lao vào thì rồng đã thuộc về Flash Warp. Tuyệt vời, Kasa anh ta luôn làm tốt với cái nhiệm vụ giữ lại những mục tiêu mềm như là rồng của mình. Thì bây giờ một tình huống chiêu cuối của Maple. MND bắt đầu bằng chiêu cuối, anh ta hất được vị trí Sneaky về. Nhưng ở đây, đó ý, tôi đã nói rồi. Nhưng việc di chuyển của Flashwood hơn hẳn một bậc, và họ có được cái trụ miễn phí. Cái việc mà rõ ràng Cloud9 họ đội hình của họ thật ra dọn lính tốt, nhưng sắc thương lên trụ thì lại không nhiều, với Ezreal cũng như là vị trí của Victor, cho nên họ cứ bị zone vào chính khu vực trụ của mình và để lính đối phương đẩy cao như vậy, tranh chấp rồng và thậm chí là một phút này bị đá ngược trở về. Kasa là người dứt điểm mà có dịch chuyển của Impact đến, chẳng nhưng quá muộn rồi, và anh ta đã phải hủy phép dịch chuyển đó của mình. Maple rất tự tin dâng cao, anh ta dồn ba thành viên của Cloud9 lại để cho đồng đội của mình lấy tiếp cái trụ thứ nhất cuối cùng mà Cloud9 sở hữu. Thật ra ở thời điểm này Maple anh ta có một lượng sát thương rất khủng khiếp, và anh ta dồn nó vào Smoothie. May là Smoothie bây giờ chống chịu gọi là tạm ổn đi, nên vẫn chưa gãy trong cái tình huống vừa rồi. Cung ánh sáng tung ra
sát thương lên lĩnh thật sự là không hề nhiều tí nào cả. Enel tốc độ đánh rất cao. Impact bây tới. Giờ Impact đến bọc hậu nhưng ta chưa có Na khổng lồ và Meteor ở đâu đó đã bị Bubble hạ gục rồi, thậm chí là Bubble 1-3 và anh ta lấy mạng được hai người, triple kill luôn. Còn ở góc bên này đó là các thành viên còn lại của Flash Wolf làm việc và họ có lực cú quét sạch đầu tiên trong ván đấu. Tuyệt vời, phải nói rằng khi một con quái vật Meeple anh ta rời khỏi khu vực đường giữa mà anh ta di chuyển lên khu vực đường trên, đường dưới farm. Phút thứ 25 anh ta có 260 chỉ siêu linh. Trước đó là tôi đã thấy là phút 24 là đã có 200 chỉ siêu linh rồi. Thì với lượng sát thương như thế này, rõ ràng là không thể nào chịu nổi. Và con Baron cực kỳ dễ dàng cho Flash Wolf họ vươn lên dẫn trước Cloud9. Quá nhiều thứ mà bên phía Flash Wolf đang sở hữu. Để mà xem lại tình huống đây. Tuyệt vời của Marble. Tôi nghĩ rằng Meteor anh ta tự tin quá mức trong cái pha lao lên thế này. Và Smoothie cũng phải chịu cái hệ lụy mà Meteor để lại luôn. Trong khi đó Impact di chuyển từ khu đường trên lên rất xa xôi và chỉ làm mồi cho ba thành viên còn lại của Flash Wolf mà thôi. Không sao. Gì không sao. Ý là tôi nói không sao là trước đó Kai'Sa anh ta đá sống 5 trường của Baron. Anh không thấy đúng không? Cái kiểu như là cái giao tranh nó dữ dội quá rồi cho nên Kai'Sa lúc mà tiến mà Baron có xuất hụt, nhưng mà nói chung là bên phía đội đối phương đã bị quét sạch rồi, bạn Baron bạn có quyền xài kỹ năng trượt bạn vẫn ăn được, không sao cả, chẳng có ai tranh chấp với mình. Và trước đó không phải là không đề cao Flash Wolf nhưng thật sự chiến thắng của họ phần nhiều là do Lao Na trong ván đấu này. Tôi cảm giác là quăng game rất dữ dội luôn. Với việc đầu tiên đó là có rất nhiều điều để nói trong cái tình huống giao tranh vừa đó là Impact dịch chuyển lên một cái trụ đã nắm chắc 100% bị phá hủy, anh ta hủy dịch chuyển rồi sau đó là việc đi bộ lên trở thành Na khổng lồ hay Na tiếp thị tôi không quan tâm, nhưng chắc chắn là bị Flash Wolf thịt trong cái tình huống đó. Còn bây giờ là MMD, anh ta bị khép góc tốc biến vẫn còn nhưng bị hút lại bởi trường trọng lực của Zensen. Và người duy nhất của phía Flash Wolf nằm xuống hai lần đó lại là MMD, nhưng đó là tôi nghĩ là chim mồi, một tình huống chim mồi thành công khi mà lúc này Kai'Sa và cả Meeple đã lấy được cái trụ thứ hai khu vực đường trên. Thì nói vậy thôi chứ ra đó vẫn là một pha lỗi của MD, nhưng những đồng đội của anh ta đã tận dụng cái lỗi của anh ta rất tốt. Đúng. Cái kiểu này bình thường tôi chưa có thể, tôi cũng hay làm vậy. Kiểu như có một người nào đó mà không fit to win luôn. Đúng. Không thích đi chung thì hay lợi dụng thành viên đó trở thành mục tiêu hướng tới của đội đối phương để chúng ta lấy những cái mục tiêu khác. Mà cụ thể trong ván đấu này, Flash Wolf đó là cái trụ thứ hai của đường trên và họ đã sở hữu được 5 trụ cho mình. Trong khi đó lâu nay ván đấu này thật ra thì có vẻ như là ván đấu trước đó khi mà thất bại trước SKT, họ và... có quá nhiều tinh thần rồi, lại một lần nữa Marble ở khu vực nào đó mà như cameraman không quan tâm anh ta lắm. Có lẽ nó khá bất ngờ, tôi nghĩ rằng nó khá bất ngờ và chúng ta sẽ được xem lại tình huống nó sớm thôi. Thì bây giờ đang buộc phải giao tranh thiếu người, đó là Cloud9. Trong khi đó Flash Wolf họ sẽ đẩy ở khu vực đường dưới này với bùa lợi Baron và với một Meeple cực kỳ mạnh với 3 trang bị rưỡi của mình. 3 rưỡi, cũng đúng. Cái... Tôi không bao giờ tôi tính dày vô. Dày giống như là một cái trang bị tất yếu phải có. Tất đúng yếu không? Thôi. Xem lại nè. Đây, không có tầm nhìn của Sneaky, anh ta lại quá hớ hên. Ba chiêu. Lượng sát thương bây giờ anh thấy là rất kinh khủng rồi. Đã có quyền trượng đại thiên sứ kệ đầu lâu và cả cái trượng trường sinh đã mát số như thế này, thì việc một Sneaky không có kháng phép bốc hơi là điều dễ hiểu. Marble đứng đây một mình anh ta bây giờ chắc nhiều khi là cấp 4 cũng được. Bởi vì đơn giản tôi nghĩ rằng bên phía Cloud9 họ không có một cái khống chế cứng nào cả. Họ có những cái khống chế có điều kiện. Đặc biệt là đây, Jensen thì cái trường trọng lực, Smoothie thì phải kích hoạt. Còn Impact lại quá đồ trong những tình huống lao vào của mình. Cho đúng. Nên là việc Meeple quẩy là điều rất dễ hiểu. Đúng, ít ra nếu như mà không có ai có lượng sát thương để có thể kháng cự lại Meeple thì ít nhất cũng phải giữ chân cho anh ta. Khiến cho anh ta không được xả sát thương. Đúng vậy. Nhưng rõ ràng bây giờ chấp luôn là Meeple đứng trong trường trọng lực của Jensen, tôi đảm bảo là anh ta vẫn có thể xả sát thương hạ gục một ai đó trước khi bị trường trọng lực làm choáng lại, hoặc là trước khi những cái tình huống mà đây rồi có mồi rồi. Sneaky anh ta tốc biến, còn tốc biến thì sẽ sống được, cơ hội hiếm hoi để cho anh ta có thể thêm tốc biến nếu như người tiếp cận không phải là Marble.
Rất may là trong tình huống đó Maple không có chiêu cuối. Vì trước đó thì Maple đã sử dụng rồi. Bây giờ thì ta cũng sắp hồi lại và em đi hất vị trí của Spooky về nhà. Lao này thiếu người và họ mất trụ bảo vệ nhà lính đầu tiên của bán đấu này ở khu vực đường dưới. Họ sẽ ra di chuyển ra con rồng của mình, con rồng lửa, và để xem có bất cứ sự kháng cự nào đến từ bên phía Cloud9 không. Impact bây giờ anh ta có, tôi nghĩ là có được, được hay không mới là vấn đề khác. Đi con đường khá là dài, trong khi đó là sát thương hơi nêu lên rồng là rất nhanh luôn. Một mũi lao phóng xuống. Rất mày nó không đủ tập, không đủ độ dài để có thể vươn tới được con rồng. Nhìn thì có vẻ là nguy hiểm thật, thực ra thì đúng là hết rồi, độ dài nó đã đi hết quãng đường của mình rồi. Và sau cái pha mà lấy được cái trụ thứ, cái trụ trong bảo vệ nhà lính ở khu vực đường dưới, thì tôi cảm nhận rằng Flashwood họ đánh rất kỷ luật. Họ đặc biệt là Kasa trong những tình huống gần đây, hay thậm chí rằng cả giai đoạn đầu nó, ta thi đấu rất ổn định, phong độ của ta rất tốt, ta không bị dính hiệu ứng Lee Sin trong pha mà sóng âm trúng được vị trí của Sneaky. Bây giờ thì di chuyển ra khu vực hang Baron để có thể kiểm soát rất dễ dàng thôi. Với việc mà một Lee Sin của bạn đã có khá nhiều chống chịu thì cái việc quấy rối nó sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Anh ta là một chống chịu thật sự trong ván đấu này, bởi vì chỉ có một trang bị thuần sát thương duy nhất, đó là cái trang bị đi rừng lên phụ phép chiến binh thôi. Còn tất cả những trang bị còn lại thì đều theo khuynh hướng chống chịu gây rối loạn, đó là cái giáp liệt sĩ. Còn chống chịu dạng hỗ trợ với dây chuyền Iron Solary thì tạo thêm một lớp giáp lúc lao vào. Lao này cơ hội cho họ để có thể chiến thắng ván đấu này rất mỏng manh, đồng nghĩa với việc cơ hội cho Flashwalk có thể đi tiếp là vô cùng lớn, vì họ đang trên đối phương 8.100 vàng. Và khi Lao này bây giờ khả năng công trụ là không có, khả năng dọn lính thì nó cũng chỉ để phục vụ cho cái những cái tình huống mà Flashwalk đẩy lính vào cho họ dọn thôi. Impact bây giờ ta cố gắng đánh, rồi đánh tới để sáng, đánh tạo tới ra sáng. Một cái thế đó là gây sức ép được vào đối phương. Tôi nghĩ rằng không thể nào hạ gục được AMD ở thời điểm này khi anh ta đã có giáp thiên thần cả tóc biến của mình. Maple thì lại quá kinh khủng khu vực đường trên. Nhưng những bước di chuyển của Flashwalk tôi vẫn đang thấy họ hơi vô định, tuy họ chỉ cố gắng kiểm soát khu vực hang Baron và không có bất cứ một manh động nào lên công trình của đối phương cả. Thì đó, từ giai đoạn ban nãy, tức là bên phía Flashwalk họ tận dụng những cái sai lầm của phía Lao này, mà Lao này không phạm sai lầm thì Flashwalk quyết định là không quá chủ động trong những tình huống tấn công. Và vừa rồi một điểm trừ nha, tôi nghĩ đó là một điểm trừ, bởi vì cái tốc biến nó rất quan trọng trong những tình huống giao tranh, bạn có thể bắt chết được vị trí của Sneaky luôn đó. Ôi, vừa nói tới Sneaky, nhắc tên anh ta là anh ta hiện lên ngay. Anh ta đã mất tốc biến trong tình huống ở khu đường dưới rồi, cho nên là Kasa hoàn toàn có thông tin về điều này. Bắt buộc mới trả lời cho câu hỏi của anh Quang. Nấu cơn tốc biến, đồng đội làm hộ rồi. Không cần tốc biến để có thể dứt điểm được Sneaky. Baron thứ 2 dành cho bên phía của Flashwalk. Nhưng Impact ở đây, ôi trời, tốc độ này đẩy tới khi nào? Thành công đấy, nhưng thật sự là hơi bị chậm. Tôi nghĩ đó là điều mà tối thiểu mà Impact có thể làm ở thời điểm này rồi. Rồi, rồi chưa nha. Nãy tôi nói hơi bị sớm. Anh ta không muốn lấy thôi, tôi nghĩ là anh ta lấy cái một. Và AMD cố gắng để phòng ngự nhưng chỉ dơ mặt cho đối phương đánh mà thôi. Nhà thì chắc chắn Flashwalk sẽ gây được sức ép. Một Meteor với cái cốc quỷ Athene là trang bị tiếp theo thì nó thực sự tù luôn. Anh ta sẽ xác định là... Wow, combo và Jensen. Và đẩy Jensen ra khỏi khu vực trụ bảo vệ nhà lính, lấy luôn cái trụ đó. Có dịch chuyển đến tiệm Bắc, từ vị trí của em Bắc để xem na tí nỉ rồi luôn. Anh ta sẽ chỉ có thể lui về thôi. Ôi, mất cái dịch chuyển không làm được gì nhiều cả, nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Na tí nỉ mà lại không có vệ quân dịch chuyển nè, đi bộ đúng là bạch là bạch là bạch. Anh này, cảm ơn anh đã dùng cái từ tượng thanh nghe rất là hay. Nhưng một lần nữa Kasa anh ta lao lên, sóng âm thì lại không trúng vào vị trí của Meteor. Đúng là Meteor anh ta thi đấu vị tướng Nidalee này nó hơi bị mất quan điểm một tí. Khi mà cái hình tượng một Nidalee trong tôi đó là lao vào cấu xé rồi khuấy đảo đội hình đối phương. Nhưng Nidalee của Meteor thì hơi hiền. Anh ta chỉ làm được đúng một cái tình huống chiến công đầu. Tới bây giờ thì cũng không làm được gì nhiều hơn nữa. Rồi. Và bây giờ thì có bạo điện tử nữa.
Tôi nghĩ rằng đây là một chiêu cuối cực kỳ quan trọng luôn. Thiết tha để né luôn, thậm chí Jensen bị đá ngược trở về, bắt để chấn tung ra Flash Wolf. Mất khá nhiều máu, họ đang lùi về những im bắt ở đây. Nguy cơ mất giáp hồi sinh vẫn chưa mất và có thể giữ lại được cái giáp thiên thần. Cái khi mà cái chiêu cuối bão điện từ đó nó bị được tung ra một cách rất là hú họa như vậy thì cảm giác rằng đội hình của Cloud9 nó không còn các sát thương nữa. Và vô Flash Wolf tận dụng điều đó và họ chỉ có thể, tôi nghĩ rằng lấy cái trụ bảo vệ nhà lính ở khu vực đường trên đó là đã là một thành công rồi. Từ nãy giờ tôi thấy là họ đánh rất chắc bài. Đường dưới họ cũng làm điều tương tự, là họ không cố gắng đâm quá sâu và họ chỉ lấy từ từ, đẩy từ từ thôi, chậm mà chắc. Bởi vì đây là một đội hình tôi nghĩ rằng kéo về lay thì họ cũng không quá ngại bên phía Cloud9. Đúng, càng về cố trận càng sướng với bao nhiêu đây đồ cách liên bắn. Trời ơi, nhìn đồ của Sneaky thì lại vô cùng là khiêm tốn. Đồng ý là không phải là lượng đồ của anh ta quá tệ, nhưng nếu so với những khả năng chống chịu Flash Wolf khi mà đối phương là chống chịu có 3-4 trang bị lớn rồi, Ezreal chỉ có 3 món trang bị, nhưng lượng xuyên giáp, nhưng lượng sát thương tăng thêm của những món trang bị này nó không nhiều. Dịch chuyển nguyên cả bầy lính vào, rất cool. Để hỗ trợ cho cái đợt đẩy của bên phía Flash World, đó là một quyết định rất chính xác của Maple. Và cái nhà lính này, anh em đang bị làm chậm nhưng không sao, anh ta vẫn lưa ra được. Nhà lính chỉ còn 1/3 máu mà thôi. Cái này tôi mới biết luôn. Là ngoài việc mà bạn có thể sử dụng dịch chuyển của Rise để giúp đồng đội luồn ra sau, có thể giúp cho lính nó đi nhanh hơn, tiếp cận trụ nhanh hơn, phá trụ tốt hơn. Đáng lẽ như là cái pha này phải được đưa vào cái tiêu điểm tướng của Rise. Ví dụ là bạn đang có bù lại bên trên trong một khoảnh khắc nào đó, cũng có thể dồn lính ở đường này sang đường khác để có thể hỗ trợ. Không thì khoảng cách đó thì nó hơi bị xa, cái điều đó thì chắc là nó không xảy ra được rồi. Còn bây giờ Flash Wolf họ có được 3 trụ bảo vệ nhà lính rồi. Nhà lính thì đây là cái đầu tiên. Được, tôi nghĩ rằng ổn rồi. Khi hai bên cánh đã mất đi trụ bảo vệ thì đẩy xong khu vực giữa tiến ra hang rồng ngàn tuổi, nó sẽ cực kỳ dễ dàng. Nhưng Cloud9 họ không cho phép điều đó xảy ra một cách dễ dàng như vậy. Cloud9 đang chờ Meteos lên đập. Meteos anh ta, những mũi lao của anh ta đúng là nó có cái độ chính xác, nhưng cái tầm lại không được đủ đầy cho lắm. Maple vừa dính một mũi lao nhưng tôi có cảm giác là nó chỉ đủ cho anh ta tận dụng được cái nội tại hồi máu của mình. Mặc dù cái kịch bản nó cũng khá là giống như cái kịch bản mà hai đội lần đầu tiên gặp nhau, tuy nhiên thì nó khác một cái điểm là Cloud9 họ không có rồng. Ván đấu ở giai đoạn lượt đi thì Cloud9 họ có thể lấy được những con rồng ngàn tuổi để họ tận dụng được những bù lại rồng trước đó, nó khuếch đại thêm mà họ có thể hùng thủ được khi mà mất cả ba đường. Tuy nhiên bây giờ Flash Wolf mặc dù là họ không thể nào tiếp tục đẩy khi mà Cloud9 đang hùng thủ khá là chắc cũ như vậy, nhưng họ đang sở hữu rất nhiều tiền đề, một rồng lửa rồi thêm cả hai rồng nước đó. Cái nội tại của rồng nước hồi rất nhiều, và đây chúng ta thấy rằng cái việc cấu máu của Meteos bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đồng minh nó vừa hồi máu, nó vừa hồi năng lượng, nó mất bồ ra cũng không cần mùa xanh lắm trong việc cung cấp lại cái việc khả năng hồi năng lượng đâu. Anh ta có hai rồng nước mà anh ta cứ thoải mái xả chiêu thức của mình thôi. Nhưng tôi có cảm giác rằng Flash Wolf họ hơi bị chần chừ trong việc tấn công của mình. Họ sẽ đẩy các đường lên, sau đó tiến ra khu vực hang rồng. Meteos đang ở gần, có dịch chuyển luôn. Đây sẽ là đợt tấn công tôi nghĩ rằng rất quan trọng của Flash Wolf. Lần trước là họ cướp Baron của Flash Wolf, bây giờ là rồng ngàn tuổi để xem Meteos có cướp được hay không. Đây, anh ta đã đứng phía trên, tấm biến xuống và không cướp được. Cướp được, thậm chí là phải nằm xuống. Jensen ở đây cũng không có điều kỳ diệu gì xảy ra cho anh ta cả. Chạy tan về, vỡ có vẻ như đồng im bắt. Rõ ràng làm này tan vỡ rồi, từng người một lên bảng. Và Sneaky là thành viên gần cuối thôi, bởi vì người cuối cùng lên bảng đó là im bắt. Và pha quét sạch lần thứ hai dành cho Flash Wolf cực kỳ tuyệt vời, đó là Flash Wolf. Họ đã có được một chiến thắng để giữ lại hy vọng, nuôi cái hy vọng dành một tấm vé vào tứ kết của mình. Và chiến thắng tôi nghĩ là rất hủy diệt của Flash Wolf. Đúng, có rất nhiều điều để nói với cái đội hình của Cloud9, mà đặc biệt đó là cái đội hình của họ không giống như vậy được đi. Đội hình không hề có khả năng tạo đột biến,
đặc biệt là ở vị trí đi rừng. Với Lee Sin và với Nier Lee thì đó là chúng ta nhìn thấy được Mythos phong độ đều không cao, nhưng Lee Sin